Chào mọi người, mình là Nguyên. Mình vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Và có một số các hiểu nhầm về ngành ngôn ngữ Anh mà các bạn thường gặp phải. Và hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc của các bạn nhé. Video này dựa trên ý kiến cá nhân là mình, một người vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành ngôn ngữ Anh ra, thì mình có cái nhìn như thế nào, và sau khi đã học xong 4 năm thì những cái hiểu biết ban đầu của mình lúc mình còn là sinh viên năm nhất hoặc là lúc mình mới chưa chọn trường ấy, thì nó khác biệt hoàn toàn sau khi mình học xong 4 năm đại học. Rồi, video này sẽ chia thành 5 phần. Thì 5 phần mình sẽ trả lời 5 cái câu hỏi mà được các bạn thắc mắc nhiều nhất ở trên cái video mà mình đã chia sẻ lần trước về ngành ngôn ngữ Anh. Cái câu hỏi đầu tiên nhé, là của một bạn hỏi rằng em muốn học ngành ngôn ngữ Anh nhưng bố mẹ em khuyên rằng nên học một ngành khác bởi vì ngành ngôn ngữ Anh chỉ giỏi tiếng Anh thôi, và em có thể đi học tiếng Anh ở bên ngoài. Rồi bây giờ mình xin trả lời câu hỏi của bạn nhé. Đầu tiên ấy, tất cả các ngành của các trường đại học đều có những ưu điểm và khuyết điểm. Và đối với ngành ngôn ngữ Anh cũng vậy. Đương nhiên là các bạn có thể học tiếng Anh và học rất giỏi tiếng Anh nếu như các bạn không học ngành ngôn ngữ Anh. Nhưng một điều nhá, là ngành ngôn ngữ Anh không chỉ đào tạo tiếng Anh không, mà họ có các cái môn về phiên dịch, biên dịch, những kỹ năng thuyết trình và giao tiếp mà các bạn không thể có được, gần như không thể có được ở các ngành khác. Ví dụ các bạn muốn làm phiên dịch viên thì ngành ngôn ngữ Anh là cái ngành cung cấp cho bạn kỹ năng đó. Thứ hai nữa, đó là cái mối quan hệ giữa thầy cô nhá, bạn bè nhá. Đi vào môi trường phiên dịch biên dịch thì đương nhiên mình sẽ biết được nhiều nơi hơn và biết được học hỏi được nhiều kỹ năng phiên dịch và biên dịch hơn. Vậy thì nếu em thích học ngành ngôn ngữ Anh thì mình xin khẳng định luôn, ngành ngôn ngữ Anh là một ngành khá tốt hiện nay, và các em không phải lo là thất nghiệp về ngành ngôn ngữ Anh. Bởi vì mình thấy trong thực tế, trong trải nghiệm của mình thì sinh viên ở trường mình và khoa mình thì hầu như có việc làm. Rồi, tiếp theo nhá. Một điều nữa, đó là nếu như em đã thích ngành ngôn ngữ Anh rồi thì em học một ngành khác thì nó vẫn kiểu không đúng với sở thích của em, thì nó cũng không tốt được, tại vì em cũng sẽ khó để cố gắng ở trong khi em học đại học. Với lại nếu như em đã thích làm phiên dịch hoặc biên dịch rồi ấy, mà em đi học ngành khác thì sẽ có khả năng xảy ra rất là cao là em học ngành kia, em học cũng nửa chừng như vậy và học tiếng Anh cũng nửa chừng. Bởi vì em không thích, ví dụ bố mẹ em bảo em đi học kế toán trong khi em không thích thì kiểu em học cũng kiểu không thể giỏi được ấy, thì cả tiếng Anh không giỏi, cả kế toán cũng không giỏi, thì đương nhiên nó cũng sẽ không tốt. Nếu như em thích ngành ngôn ngữ Anh thì đó là một ngành em có thể theo. Rồi câu hỏi thứ hai, đó là em học tốt tiếng Anh, em có học được ngành ngôn ngữ Anh hay không? Thì mình xin trả lời nhé. Nếu như em và bạn đậu được ngành ngôn ngữ Anh thì em và bạn có quyền học ngành ngôn ngữ Anh. Ở đây không có ai có thể ngăn cấm được hết học ngành ngôn ngữ Anh. Nếu như em thích cái ngành đó thì em cứ theo đuổi. Và hiện giờ 4 năm đại học thì nó rất khác. Nếu trong 4 năm đại học bạn học hỏi, bạn tìm tòi, tự học tiếng Anh thì bạn lên trình tiếng Anh và bạn cố gắng học tiếng Anh, phải tự học tiếng Anh nhá. Lưu ý rằng các thầy cô không dạy lại tiếng Anh từ đầu đâu, mà các thầy cô dạy các cái môn và có những rất là nhiều bài kiểm tra tiếng Anh chứ không dạy tiếng Anh. Đòi hỏi là các bạn phải tự học tiếng Anh nhá. Bởi vì có nhiều bạn đi vào ngành ngôn ngữ Anh khi các bạn ấy rất rất là giỏi tiếng Anh rồi, và các bạn ấy đam mê phiên dịch hoặc biên dịch thì các bạn ấy chọn ngành ngôn ngữ Anh. Và như bản thân mình cũng là một học sinh kiểu từ tỉnh lẻ, mình ở Nghệ An và mình lên Hà Nội học ngành ngôn ngữ Anh, thì một cái điều hiển nhiên nhá, là mình không nghe nói đọc viết gì được hết, kiểu chỉ biết một chút ngữ pháp và một ít từ vựng. Và nhưng mình phải học lại từ đầu và mình dành thời gian để học. Nhưng có một điều nhá, ngành ngôn ngữ Anh cho phép mình có rất là nhiều thời gian để học tiếng Anh và mình không bị sao nhãng bởi các cái môn học khác ngành ngôn ngữ Anh ấy. Rồi, tiếp theo câu hỏi số 3, đó là học ngành ngôn ngữ Anh có phải nói toàn bộ bằng tiếng Anh hay không, tất cả các môn học đều bằng tiếng Anh hay không?
Thì mình xin trả lời nhá, là có đối với môn riêng và không đối với môn chung. Môn riêng là gì? Môn riêng là tất cả các môn mà được cái khoa tiếng Anh dạy thì đó nói bằng tiếng Anh hết. Thầy cô là những người giỏi nói bằng tiếng Anh khi giảng dạy cho học sinh. Nhưng năm 1 ấy, năm 1 thì thầy cô có thể linh động. Sau khi nói tiếng Anh xong thì thầy cô dịch ra một chút thành tiếng Việt. Nhưng đến năm 2, năm 3, năm 4 thì nói toàn bộ bằng tiếng Anh, giảng dạy bằng tiếng Anh, các bạn thuyết trình và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Nhưng môn chung là gì? Môn triết học này, môn văn hóa này, môn văn học này, các môn về bên ngoài ấy, môn tin học ấy thì phải bằng tiếng Việt, đúng không? Các thầy cô đó có biết tiếng Anh đâu. Các môn chung của các trường đại học ấy thì dạy bằng tiếng Việt nhá. Không thể là thầy cô dạy tin học mà dạy cho mình bằng tiếng Anh được. Rồi, đó là cái điều mà mình nói để các bạn biết nhá. Thứ tư nhá, có một số bạn hỏi là học ngành ngôn ngữ Anh có xin việc được ở các văn phòng hay không? Thì mình xin trả lời là có. Tại vì ngành ngôn ngữ Anh cũng là một cái cử nhân bình thường thôi. Nếu các bạn đậu phỏng vấn và đi làm thì họ vẫn nhận ngành ngôn ngữ Anh bình thường đối với các cái công việc văn phòng. Và có một điều các bạn để ý nha, các người làm truyền thông ấy là rất là hay là người học ngôn ngữ Anh. Và mình thấy rằng các ngành văn phòng họ rất là linh hoạt đối với các ngành học của sinh viên. Chỉ cần bạn vượt qua vòng phỏng vấn thì sẽ có training và các thứ thì bạn vẫn xin được ở làm ở các công ty. Và vị trí của bạn ấy, lương thì khá cao so với mặt bằng chung. Bởi vì bạn có tiếng Anh mà, thì có dễ dàng làm việc hơn rất là nhiều. Rồi, điều thứ 5 mà các bạn hỏi mình nhé, đó là học ngành ngôn ngữ Anh có trở thành giáo viên trường công lập hay không? Thì mình xin trả lời là có và chắc chắn có. Tại vì bản thân mình đã trải nghiệm và mình thấy bạn bè mình làm giáo viên tiếng Anh cấp 3, cấp 2, cấp 1. Có bạn làm cả trường chuyên cấp 3 luôn. Và có bạn đang nung nấu ý định để trở thành giảng viên đại học. Các bạn ấy phải học thêm thạc sĩ nữa. Thì các bạn chỉ cần vào trường nhá, rồi các bạn cam kết là học thạc sĩ trong 2 năm. Thì nếu như các bạn đậu thì các bạn có thể trở thành giảng viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh của các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Và các bạn phải học chứng chỉ 2 triệu rưỡi ấy, trong vòng hơn 2 tháng rưỡi là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm Hà Nội, đại học ở Huế nhá, ở Hồ Chí Minh, ở Vinh cũng có. Nói chung là các trường sư phạm đều đào tạo cả cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hết. Và năm nay thì cũng có trường mình cũng đào tạo luôn, các bạn có thể tìm hiểu. Ở trường đại học sư phạm Hà Nội cũng đào tạo cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm này. Các bạn chỉ cần liên hệ vào phạm và các bạn có quyền được apply vào các vị trí là giáo viên tiếng Anh của các trường công lập. Ngoài ra khi các bạn có muốn dạy ở các trung tâm tiếng Anh ấy, hoặc là các cái cơ sở mà do người nước ngoài mở của nước ngoài thì thường là không cần, họ không yêu cầu cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Nếu các bạn có thì càng tốt, còn không có cũng không sao, bằng ngôn ngữ Anh là được. Bởi vì dạy ở các trung tâm ấy, thì họ đòi hỏi năng lực bản thân là chủ yếu. Và cách mình dạy thì mình thấy đa số giáo viên ở các trung tâm tiếng Anh là cử nhân ngành ngôn ngữ Anh. Ngoài ra thì có một số các bạn học ngành kinh tế hay là các bạn học giỏi tiếng Anh, nhưng đó là một số ít thôi. Chủ yếu vẫn là ngành ngôn ngữ Anh dạy ở các trung tâm tiếng Anh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what